Hello, xin chào các bạn. Ở trong video này mình sẽ review quần. Vâng, quần giá rẻ trên Shopee. Phải gọi là siêu siêu của rẻ. Vì mình săn sản phẩm này giá là 8.000 thôi. Và mình mua thêm một cái áo thun nữ giá là 39.000. Cái áo là rẻ nhất trong shop rồi. Để đơn trên 20.000 mới đặt được trên Shopee. Ship là 15.000 nữa. Tổng tiền hàng là 47.000. Và tổng số tiền mình phải trả cho hai sản phẩm này là 62.700. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra và mặc thử review cho anh em xem quần giá siêu sốc và giá 8.000 này thì có trở thành được xoái ca không. Nói chung là bây giờ quần áo săn thì quá là rẻ rồi, rẻ hơn cả ngoài chợ rồi. Link mua mình sẽ để dưới video nhé. Đây có hai cái túi, một túi là áo, một túi là quần. Giờ mình sẽ review áo trước nhá, quần hấp dẫn để sau. Đây là quần kaki, quần công sở, kiểu quần đa cấp, quần xoái ca. Áo thì chúng ta có gì? Vải cũng khá dày, nhưng thoáng mát, theo phong cách Hàn Quốc. Áo này thì đi chơi, ở nhà, đi học đều ok, thích hợp cho mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Form nhìn đơn giản, không cầu kỳ, không kén người mặc. Vải co giãn nhẹ, mềm mịn, không nhăn, không phai màu, ít xù lông, ít bám bụi. Các bạn nữ mặc áo này thì mình nghĩ là sẽ thu hút được các chàng trai, trừ những anh nào mà thích màu hồng, không có chỉ thừa. Và sản phẩm chính trong video là quần. Vải quá đẹp luôn, 8.000 thôi nhá. Mình mua size 29, Made in Việt Nam, hàng Âu luôn, chính hãng Việt Nam. Vâng, và cũng có những cái chỉ thừa đây. Quần này là quần công sở, quần này kiểu ống côn long body, chất liệu thì mình sờ rất là thích luôn. Trong link mua thì có hướng dẫn chọn kích cỡ nhá, anh em để chọn chính xác kích cỡ để mặc. Quần này thì mặc chủ yếu là đi làm, đi tán gái, đi hẹn hò nữa. Còn đi chơi thì mình nghĩ là ít, chính hãng xưởng 100% luôn. Đằng sau có hai túi, chất liệu vải sờ rất là mát. Quần Âu Nam, mình vẫn thích mặc quần vải hơn là quần bò, bởi vì nó thoải mái hơn. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm quần Âu Nam mua trên Shopee. Link mua mình sẽ để dưới video. Các bạn ở dưới video có like, share, subscribe cái YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Và chỉ với 8.000 trở thành xoái ca luôn.